Hello mọi người, Khắc Công xin chào mọi người. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3528, Sivu Trùng Sinh Nhị. Đạo Phong nhận được Diệp Thiếu Dương tin tức, nhưng là hắn đã tới không kịp cho Diệp Thiếu Dương phản hồi. Sivu chỗ chôn xương, bên trong một trận khoáng thế chi chiến đã tiến hành nhanh cả ngày. Chiến đấu song phương hết thảy bất quá 4 người, nhưng chiến đấu cường độ lại là hiếm thấy trên đời. Có thể nói, ngoại trừ người trong cuộc mấy cái này, trong tam giới cơ hồ cũng tìm không được nữa ai có tư cách tham gia chiến đấu như vậy. Bên này 3 người là Đạo Phong, Dương Cung Tử cùng Tiểu Cửu. Một bên khác chỉ có một người, Vô Cực Quỷ Vương. Lúc đầu nàng là có giúp đỡ, nếu không có Minh Hà lão tổ hỗ trợ, dùng 1 ngày thời gian đem Minh Hà nước dẫn tới nơi này, đem Đạo Phong cùng Dương Cung Tử vây quanh, Vô Cơ Quỷ Vương cũng sẽ không có cơ hội thừa dịp Đạo Phong hai người phá vây lúc thi triển chính mình thủ đoạn mạnh nhất, dùng vạn vật bản nguyên chi lực đem bọn hắn khóa lại. Sau đó Minh Hà lão tổ rời đi, đi không giới. Hôm qua Tiểu Cửu đuổi tới địa phương, đột phá phòng tuyến, gia nhập chiến đấu, 3 đánh 1, mỗi một cái đều là có thể một mình đảm đương một phía siêu cấp cường giả. Nhưng mà đối mặt cường giả như Vô Cực Quỷ Vương, bọn hắn vẫn không có một chút phần thắng. Một ngày này đến, bọn hắn một mực bảo vệ Đạo Phong, bố trí kết giới, đối kháng Quỷ Vương, âm dương bản nguyên chi lực ăn mòn. Cục diện lại là càng ngày càng nguy hiểm. Lực lượng này như là một tấm to lớn lưới, phô thiên cái địa đã đem bọn hắn hoàn toàn gắn vào ở giữa. Có thể chống đến lâu như vậy cơ hồ là cực hạn của bọn hắn rồi. Vô Cực Quỷ Vương lại là không gấp gáp, âm dương tương sinh tương hỗ là tác dụng. Một khi lĩnh ngộ hồng mông này, vũ trụ trung cực áo nghĩa liền như là động cơ vĩnh cửu một dạng, pháp lực liên tục không ngừng, trừ phi có thể mạnh đến đột phá loại lực lượng này, hoặc là nói dùng một loại khác lực lượng tới áp chế nó, nếu không tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Người như vậy tại tam giới thật đúng là không có. Dù cho là Đạo Phong tại Trảm Tam Thi sau đó khổ tu mấy chục năm, thực lực cũng là từng bước tăng lên tới kinh khủng tình trạng. Đối siêu nhiên lực lượng cũng lĩnh ngộ được một chút, chỉ là còn không có tu đến cảnh giới đại viên mãn. Vậy liền không phải là đối thủ của Vô Cực Quỷ Vương. Đạo Phong, thiên phú của ngươi không dưới ta, ngươi chỉ là tuổi còn trẻ. Cho ngươi thêm 100 năm thời gian, ngươi chính là kế tiếp ta. Ta trong tưởng tượng ngươi nên một cái có thể không nhìn thấy hết thảy quy tắc tự tại người, mà ngươi lại lựa chọn bảo vệ cho hắn
Như vậy tự cam đọa lạc, coi là thật lãng phí thiên phú của ngươi. Ngươi ta liên thủ mở một bộ mới quy tắc, như vậy mới không uổng công ngươi ta còn sống một trận. Vô cực quỷ vương thanh âm từ bốn phương tám hướng bay tới. Đạo Phong quỳ một chân trên đất, đã thần tiên cắm ở trước mặt nham thạch. Trong cái khe, hắn hai tay nắm tay cầm, bảo trì tư thế như vậy đã một ngày. Xanh tươi sắc ánh sáng không ngừng từ trên đã thần tiên phóng thức mà ra, chống cự lại bốn phía cái kia nhìn không thấy âm dương nhị khí. Mặc dù quỷ vương chiêu này âm dương bản nguyên chi lực vô địch khắp thiên hạ, lấy đạo phong thực lực vẫn là miễn cưỡng có thể chống cự. Lại thêm có Dương Cung Tử cùng Tiểu Cửu hai người chống đỡ, mới một mực kiên trì đến bây giờ. Mở mới quy tắc, sau đó đâu? Ngươi làm tạo vật chủ này sao? Tam giới tạo hóa đều ở tay ta, còn có cái gì dục vọng có thể nói? Đạo Phong nói ra, chỉ cần có quy tắc liền có người muốn đánh vỡ hắn. Đến lúc kia ngươi sẽ như thế nào làm? Ta giúp ngươi trả lời, ngươi sẽ bảo vệ nó, bởi vì ngươi cảm thấy bộ quy tắc này là đúng, là tốt nhất. Ngươi không cho phép người khác tới hủy diệt. Nói như vậy, ngươi thời điểm đó hành động cùng ta, cùng đại đế lại có cái gì không giống nhau? Vô cực quỷ vương không ra tiếng. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi vì cái gì vẫn luôn không rõ? Đạo Phong hừ lạnh một tiếng. Cho nên ngươi ta đến cùng chính là đạo khác biệt mà thôi. Rất nhiều chuyện ngươi ngược lại là nhìn đây thấu triệt. Đây cũng là ta không thích nói chuyện nguyên nhân. Cùng giả ngu người mãi mãi cũng nói không thông. Ha ha ha, trong không khí truyền đến vô cực quỷ vương không linh tiếng cười. Đúng vậy à, nhiều lời vô ích. Ba người các ngươi mất mạng chỉ ở khoảng cách rồi. Có lẽ các ngươi có thể tìm người qua đây hỗ trợ. Dương Cung Tử quay đầu nhìn về phía Đạo Phong. Đạo Phong lắc đầu, chỉ nói hai chữ, chịu chết. Đây cũng là hắn vì cái gì một mực không có về Diệp Thiếu Dương tin tức nguyên nhân. Thậm chí không cho Tiểu Cửu đi nói cho hắn biết Diệp Thiếu Dương người liên can qua đây. Cố nhiên có thể nhiều chống đỡ một hồi, lại không cải biến được bất luận cái gì cục diện. Bản nguyên chi lực phía dưới, ai để chấm dứt quả đều là như thế, chỉ là chịu chết mà thôi. Dương Cung Tử thở dài, đều tại ta, là thực lực của ta quá kém. Nếu như không phải là vì cứu ta, Phong ca ngươi lúc đầu có thể đi. Dựa theo Đạo Phong kế hoạch lúc trước, bọn hắn là có thể kiềm chế quỷ vương. Lúc đầu bọn hắn hành động thành công, làm được chuyện này, giữ vững được mấy ngày. Sau đó Minh Hà lão tổ đuổi tới, hai đại siêu cấp cường giả hợp kích hai người bọn họ. Đạo Phong một sai lầm, phải nói là tính sai. Minh Hà lão tổ dùng một loại phi thường tà ác, kỳ quái, huyễn thuật là hắn chưa từng thấy qua, như mạng nhện bình thường dính chặt bọn hắn.
hắn vốn là có thể chạy đi. Dương Cung Tử mặc dù trước đây không lâu lại đột phá nhất trọng, đã trở thành hỗn độn thiên ma hoàn chỉnh, thực lực tăng nhiều nhưng vẫn là kém một chút như vậy. Vì cứu nàng, Đạo Phong không có đi, thế là hai người đều bị nhốt rồi. Tử Cửu qua đây cũng là Quỷ Vương cố ý thả cái lỗ hỏng để cho nàng đi vào. Tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài lại khó khăn. Phong ca, Dương Cung Tử tại trong thần thức hoán hắn một tiếng. Ta biết ngươi còn muốn năng lực đào tẩu, dạng này chống đỡ xuống dưới là không có ý nghĩa. Đến lúc đó liền ngươi sẽ chết tại cái này, cho nên thừa dịp còn có thể thời điểm ra đi. Ngươi cùng Cửu Vĩ cùng một chỗ hợp lực chạy đi. Nếu như ta chấn vỡ nguyên thần, còn có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Đạo Phong lặng lặng nhìn chăm chú nàng, ánh mắt bên trong ngoại trừ kiên nghị cái gì cũng không nhìn thấy. Từ khi ta đem ngươi phục sinh một khắc này, ta liền cùng mình nói qua, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không lại để cho ngươi chết. Dương Cung Tử trong lòng run lên, thế nhưng là Quỷ Vương cũng chỉ có thể dạng này tiêu hao chúng ta. Nàng không dám tận nàng không dám triển khai tiến công. Không phải vậy, chúng ta đều có thể chạy đi được. Có thể dạng này rông dài, đồng thời không có bất cứ hy vọng nào. Chỉ cần rông dài liền có hy vọng. Dương Cung Tử còn muốn nói điều gì? Đạo Phong nhắm mắt lại. Bên ngoài mấy trăm dặm, Diệp Thiếu Dương cuối cùng chờ đến Đạo Phong phản hồi. Một trận ba khuyết điểm tín hiệu nói rõ hết thảy an toàn. Diệp Thiếu Dương yên lòng trở về. Lượng khuyết ba điểm dài, ý tứ này chính là mình bên này có tình huống khẩn cấp cần cùng hắn thương lượng. Không lâu Đạo Phong trở về, hắn bốn cái cắt ra trường âm, ý tứ cho hắn cái kia bên cạnh giải quyết lại nói. Giải quyết cái gì? Giải quyết Diệp Thiếu Dương không hiểu ra sao. Bất quá Đạo Phong nếu nói như vậy, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Đạo Phong không tại, Lâm Tam Sinh chính mình cái kia bên cạnh tình huống so cái này còn hỏng bét, cho nên hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình quyết định sao? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, quay đầu nhìn bên cạnh một mặt mộng bức Tạ Vũ Tình, liếc mắt nói ra: trước tiên nói cái chuyện khẩn yếu. Tạ Vũ Tình làm nhanh lên ra nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ, trông mong nhìn qua hắn. Kết quả Diệp Thiếu Dương mở miệng nói ra: cái kia có gì ăn hay không, đưa một chút. Có gì ăn hay không đâu chứ.